giả đang theo dõi chương trình từ Lê Đình Olympia năm thứ 24. Cuộc thi mà chúng ta sẽ được gặp lại những gương mặt cực kỳ tài năng cuộc thi tháng 3 quý 2. Vâng, và họ là những gương mặt xuất sắc nhất trong những tuần vừa qua, và họ có mặt ở đây để giành lấy vòng nguyệt quế vinh quang của cuộc thi tháng này. Ngay bây giờ hãy cùng chào đón họ bằng một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt. Xin chào các bạn. Ở vị trí số 1 là bạn Huỳnh Trần Huy Bảo Anh đến từ trường Trung học Long An, Phước Ninh Thuận. Ở vị trí số 2 là bạn Lê Phạm Minh Toàn đến từ tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Lê Thánh Tông, thành phố Hồ Chí Minh. Ở vị trí số 3 là bạn Nguyễn Quốc Nhật Minh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, Gia Lai. Và bạn Lê Trà My đến từ trường Trung học phổ thông Sóc Sơn, Hà Nội. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi trân trọng giới thiệu sự có mặt của đại diện ban cố vấn của chương trình, thầy Trần Trọng Hà, chuyên viên cao cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chúng tôi cũng xin được nhiệt liệt chào mừng đến với trường quay ngày hôm nay đại diện nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải, ông Bùi Văn Dũng. Chào mừng sự quay trở lại của bốn bạn thí sinh, và hãy cùng nhau cập nhật tình hình sức khỏe của các bạn và có những thay đổi mới nào mà các bạn có không? Bảo Anh. Sức khỏe của em hiện tại đang rất ổn, và điểm mới nhất của em là không có gì mới cả. Một người ưa thích sự bình ổn đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Và em có điều gì tiếc nuối hay là điều gì nhớ nhất ở cuộc thi tuần có thể chia sẻ với quý vị khán giả không? Điều mà em nhớ nhất chắc sẽ là câu hỏi tiếng Anh của bạn Hoàng Tuấn. Bởi vì nhờ câu hỏi đó mà em có thể lật ngược tình thế và vươn lên dẫn đầu ạ. Xin chúc mừng bạn. Còn Minh Toàn thì sao? Đâu là khoảnh khắc mà bạn nhớ nhất? Khoảnh khắc mà em nhớ nhất đó là khoảnh khắc vào câu tăng tốc đầu tiên. Khi đó thì em đã quá vội và cũng khá là run, nên là đã nhấn sai đáp án. Và sau đó khi nhấn lại để mất điểm khá là đáng tiếc. Chúng ta đang được gặp lại hai kỳ phùng địch thủ, Nhật Minh và Trà My. Anh còn nhớ là Nhật Minh ở phần thi câu hỏi phụ thì em là người bấm chuông, nhưng có lẽ lúc đó em bị bấm trượt con chuột hay sao ấy. Dạ. Có thể kể lại một chút về cái khoảnh khắc đó không? Em đang căn chuột để bấm mà cái con chuột nó bị giật khỏi cái ô trả lời câu hỏi. Bắt đầu. Ngày hôm nay hy vọng rằng Nhật Minh sẽ có thể cẩn thận hơn một chút ở cái khoản bấm chuột nhé, đúng không? Dạ. Trà My có chia sẻ trong bản đăng ký khi đến với cuộc thi tháng này là nhận được một lời chúc đặc biệt từ thầy cô giáo trong trường. Các thầy cô trong trường thì đã dành cho em lời chúc bình tĩnh và thi đấu hết sức. Vâng, và đó cũng là lời chúc mà chúng tôi cũng muốn gửi tới cả bốn bạn thí sinh khi đến với cuộc thi tháng này. Hãy bình tĩnh, làm hết mình, và quý vị khán giả sẽ luôn cổ vũ cho các bạn. Còn bây giờ là lúc bốn thí sinh của chúng ta sẽ đến với phần thi đầu tiên. Khởi động. 2, 3. Bỏ qua. Tiền. Hãy bấm chuông để giành quyền trả lời. Chán đi, cố lên. Bây giờ là phần thi khởi động. Người đầu tiên đến với phần thi khởi động trong cuộc thi tháng này đó chính là Bảo Anh. Những câu hỏi của bạn như sau. Chuyện ngắn nào được sáng tác năm 1966 khi tác giả Nguyễn Quang Sáng đang thực hiện nhiệm vụ ở chiến trường miền Nam, tái hiện tình cha con cảm động trong tình cảnh éo le của chiến tranh? Như Lực Hà. 10 điểm đầu tiên. Theo lịch Kanji, bao nhiêu năm nữa chúng ta sẽ gặp lại năm 60 năm. Chính xác. How many months in English start with the letter J? 2, 3. Vệ tinh viễn thông địa tĩnh đầu tiên của Việt Nam được phóng vào không gian có tên là gì? VinaSat 1. Chính xác. Vào ngày 27 tháng 11 năm 2023, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ ngoại giao với nước nào lên cấp đối tác chiến lược toàn diện? Nhật Bản. Đúng là như vậy. Các cuộc khởi nghĩa của Hoàng Công Chất, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Danh Phương diễn ra ở vùng Bắc Bộ và Thanh Nghệ vào đầu thế kỷ nào? 19. 18 mới đúng ạ. Và đó là 6 câu hỏi đầu tiên dành cho Bảo Anh ở phần thi khởi động này rồi. Và bạn đang có 4 điểm. Chúng tôi rất thích tinh thần nhiệt huyết của các bạn ngay từ những câu hỏi đầu tiên của cuộc thi, và hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục được nhìn thấy điều đó ở phần thi của Minh Toàn. Và sau đây là những câu hỏi dành cho bạn. Hai chất metal và mangan có trong tinh dầu bạc hà có công thức hóa học khác nhau bao nhiêu nguyên tử hydro? 1. 2 ạ. Tập thơ nào của Nguyễn Trãi được coi là tập thơ nôm cổ nhất, có nhiều bài nhất và được đánh giá vào loại hay nhất? Bỏ qua. Quốc âm thi tập. What does the A in NATO stand for?
Atlantic. Chính xác. Theo điều 39 hiến pháp hiện hành của nước ta, công dân có quyền và nghĩa vụ. Quân sự. Học tập ạ. Cho biết nếu quan sát một chiếc đồng hồ kim trong khoảng thời gian từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều, ta có thể chứng kiến kim giờ và kim phút gặp nhau bao nhiêu lần? Biết đồng hồ hoạt động bình thường. 4. Bạn có thêm 10 điểm. Cuối tháng 10 năm 2023, cao nguyên đá nào của nước ta có lần thứ 3 nhận danh hiệu thành viên mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO? Gần đá đĩa. Cao nguyên đá Đồng Văn. Và đó là 6 câu hỏi dành riêng cho Minh Toàn và bạn đang có 20 điểm sau phần thi này. Nhật Minh sẽ là người tiếp theo đến với phần thi khởi động của riêng mình và chúc bạn thành công. Tổng của 10 số tự nhiên liên tiếp có tận cùng là chữ số nào? Không. Đáp án là 5 ạ. Since which year has Vietnam issued e-visas to citizens of all countries and territories? 1993. Hãy điền từ còn thiếu vào đoạn thơ sau của nữ sĩ Xuân Quỳnh, chả dạy gì em ước nó bằng. Trái tim em anh đã từng biết đấy. Anh là người coi thường của cải nên nếu cần anh bán nó đi ngay. Tiền. Vàng thì đúng ạ. Sử dụng năng lượng điện, động cơ điện để tạo ra sản xuất đại trà là đặc điểm của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ mấy? Lần thứ 2. Chính xác. Bệnh Parkinson được xếp vào nhóm bệnh của hệ cơ quan nào ở người? Hệ thần kinh. 10 điểm nữa. Tại Liên hoan phim Việt Nam 2023, tác phẩm nào đã đoạt bông sen vàng hạng mục phim tài liệu? Người Ái Quốc ở Hồng Kông. Những đứa trẻ trong trường. Và như vậy Nhật Minh đã khởi động xong phần thi của riêng mình và bạn đang có 20 điểm. Sáu câu hỏi tiếp theo sẽ dành cho Trà My. Trà My cố lên. Vận tốc ánh sáng đối với mọi hệ quy chiếu quán tính khác nhau đều như nhau. Bạn có 10 điểm đầu tiên. Theo truyện cổ tích Việt Nam, nhân vật nào từ một cậu bé chăn bò hình hài quái dị đã lấy được con gái phú ông khi Đỗ Trạng Nguyên? Bỏ qua. Sọ dừa. How many faces does an octahedron have? 8. Correct. Hiện tượng biển tiến, biển thoái xảy ra do vỏ trái đất vận động theo phương. Phương thẳng đứng. Đó là một câu trả lời đúng. Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn? Có 3 chữ số. 499. 450 mới đúng ạ. Tiểu thuyết nào của tác giả Thảo Trang đã được chuyển thể thành loạt phim ăn khách cùng tên trong năm 2023? Bỏ qua. Tết ở làng Địa Ngục. Và đó là 6 câu hỏi dành cho bạn. Trà My đang có 30 điểm. Bây giờ các bạn thí sinh sẽ cùng đến với một lượt thi khởi động chung. Hãy bấm chuông để giành quyền trả lời. Cho biểu thức P bằng 2023 cộng 144 chia mà ngoặc x trừ 4. X là số tự nhiên. 5. Đúng là như vậy. Ngày 18 tháng 11 năm 1993, Nam Phi đã chính thức thông qua bản hiến pháp mới, trong đó xóa bỏ chế độ bất công nào? Nhật Minh. Bất thai. Chính xác. Trong số các nhà thơ có tác phẩm được trích giới thiệu trong Thi Nhân Việt Nam, ai là người có nhiều tác phẩm được giới thiệu nhất? Trà My. Xuân Diệu. 10 điểm nữa. Which singer received the 2023 National Volunteer Award of Nhật Vietnam? Nhật Minh. Đình Vâu. Chính xác. Đảo nào có diện tích lớn nhất ở khu vực Caribe? Đáp án là Cuba. Ở người xương bao gồm hai thành phần chính là và Trà My. Canxi và chất cốt dao. Câu trả lời là cốt dao và muối khoáng. Đáp án của bạn được chấp nhận. Trong một mẩu kẽm vào dung dịch CuCl2, sau một thời gian ta thấy có chất rắn màu đỏ bám trên bề mặt mẩu kẽm, chất rắn đó là? Minh Toàn. Siêu. Đáp án là đồng, đúng vậy. Trong Microsoft Word ta có thể nhấn tổ hợp phím Control để di chuyển con trỏ đến đầu tài liệu. Bảo Anh. Control A. Control Home. Vũng Chua Đảo Yến nằm ở tỉnh nào? Đáp án là Quảng Bình. Trong các loại biển báo hiệu đường bộ, nhóm biển báo nào có dạng hình tròn trên nền xanh lam có hình vẽ màu trắng? Minh Toàn.
hiệu lệnh. Nhóm biển hiệu lệnh. Thể loại nhạc hát nhiều bè thường bao gồm bè giọng nữ cao, nữ trầm, nam cao và nam trầm được gọi là gì? Cami. Soprano. Đáp án là hợp xướng ạ. Tại đỉnh tháp nghiêng Pisa nước Ý, Galileo Galilei đã thả rơi hai vật có khối lượng khác nhau nhưng cùng hình dạng, kết quả cho thấy vật nào? Bảo Anh, nặng hơn. Hai vật chạm đất cùng lúc ạ. Vậy là các bạn thí sinh của chúng ta đã trải qua 5 lượt thi khởi động và hãy cùng xem ai đang sở hữu bao nhiêu điểm. Đang có 30 điểm là Bảo Anh, sở hữu 40 điểm là Minh Toàn, đó cũng là điểm số của Nhật Minh. Và tạm thời dẫn đầu với 55 điểm là Trang. Bây giờ là phần thi vượt chướng ngại vật. Các bạn hãy thật nhanh chóng tìm ra ẩn số của chương trình ngày hôm nay, cũng có 7 chữ cái. 4 từ ngang gợi ý đã rõ. Người đầu tiên lựa chọn một từ ngang xin mời Bảo Anh. Dạ, cho em trò hàng ngang số 2 ạ. Hàng ngang số 2 gồm có 8 chữ cái. Bảo Anh là tự nguyện, Minh Toàn và Trà My lựa chọn là quê hương. Một bạn thí sinh đã trả lời đúng. Xin chúc mừng Bảo Anh. Đây là những câu ca trong bài Tự Nguyện. Góc hình ảnh số 2 sẽ được lật mở ngay bây giờ. Lần lượt 4 tiếng chuông, rất rộn ràng. Xin mời Nhật Minh. Câu trả lời của em là hiến máu. Con Trà My. Câu trả lời của em là hiến máu. Mời Bảo Anh. Dạ, câu trả lời của em cũng là hiến máu ạ. Minh Toàn thì sao? Dạ, câu trả lời của em cũng là hiến máu ạ. Một từ hàng ngang tự nguyện và một bức hình được lật mở. Những tiếng chuông đồng loạt vang lên. Những tư tưởng lớn gặp nhau. Và chắc chắn rồi, đó là hiến máu. Điều đó đã giúp Nhật Minh vươn lên tạm dẫn đầu trong đoàn leo núi với câu trả lời xuất sắc của mình. Bây giờ thì các bạn có thể nhìn thấy 4 từ hàng ngang đầy đủ của chướng ngại vật ngày hôm nay. Đó chính là lợi ích, tự nguyện, millilit và 18. Và hiến máu nhân đạo thể hiện sự chia sẻ và sự giúp đỡ những người bệnh đang cần máu để điều trị cũng như để duy trì sự sống. Và ngày 7 tháng 4 hàng năm được chọn là ngày toàn dân hiến máu tình nguyện. Việc hiến máu thì hoàn toàn không ảnh hưởng tới sức khỏe của người hiến nhưng mang lại rất nhiều sự sống cho những người khác, một nghĩa cử rất cao đẹp. Vì vậy chúng ta hãy tích cực hiến máu. Và chỉ nhanh hơn một chút thôi, tuy nhiên cũng có thể mang lại rất nhiều những sự khác biệt. Và điều đó đã được chứng minh với câu trả lời của Nhật Minh. Hiện tại bạn đang dẫn đầu đoàn leo núi với số điểm 100. Điểm số của các bạn thí sinh còn lại đang như thế nào? Chúng ta hãy cùng kiểm tra. Bảo Anh đang có 40 điểm, đó cũng là số điểm của Minh Toàn. Đang sở hữu 55 điểm là Trà My và dẫn đầu với 100 điểm là Nhật Minh. Bây giờ là phần thi tăng tốc. Chúng ta có thể thấy đang có sự cách biệt nhất định giữa số điểm của Nhật Minh và các bạn thí sinh còn lại. Còn chúng tôi thì mong muốn được nhìn thấy sự tăng tốc và vươn lên đồng đều của cả 4 bạn. Cơ hội tăng tốc đầu tiên dành cho các bạn như sau. Hình nào dưới đây có diện tích lớn hơn cả? Có vẻ như các bạn đã trả lời rất nhanh. Xin mời những phương án được đưa ra. Có 3 bạn lựa chọn là hình B là Trà My, Nhật Minh và Bảo Anh. Trong khi đó Minh Toàn là hình C. Chúng ta có thể xét ở mỗi hình tam giác đều có độ dài cạnh là 2 cm thì suy ra diện tích sẽ bằng căn 3, tức là xấp xỉ 1.73 cm². Hình tròn có đường kính 2 cm thì diện tích sẽ là pi, xấp xỉ 3.14 cm².
Còn hình thoi có đường chéo dài 2 cm thì diện tích sẽ là 2 cm². Và hình vuông có cạnh dài 2 cm thì diện tích là 4 cm². Như vậy đáp án phải là hình C. Minh Toàn là người duy nhất giành điểm 40. Các bạn đều chưa mất tới 1 giây để đưa ra câu trả lời, nhưng sau kết quả vừa rồi thì chắc là chúng ta nên cẩn thận và lưu tâm hơn một chút. Câu hỏi số 2 dành cho các bạn có nội dung như sau. Các bạn hãy sắp xếp tên các bộ phận vào vị trí tương ứng trong sơ đồ cấu tạo cầu mắt của người. Trà My lựa chọn là CABD, Minh Toàn là CADB, Nhật Minh là ABCD và Bảo Anh là ACBD. Có một bạn thí sinh giành điểm trong câu hỏi vừa rồi và người đó là CABD. Đó là câu trả lời của Trà My. Số điểm đang gần nhau hơn bao giờ hết, chúng ta sẽ tiến tới câu hỏi số 3. Các bạn hãy tìm hình thích hợp điền vào dấu hỏi chấm. Cả bốn bạn đều lựa chọn là hình B và Bảo Anh mất 0 giây 37 để đưa ra câu trả lời này. Vì sao lại là B hả Bảo Anh? Dạ vâng, theo hàng dọc từ trên xuống dưới, số thứ 2 sẽ bằng số thứ nhất cộng cho 5, số thứ 3 sẽ bằng số thứ 2 cộng cho 4 và số thứ 4 sẽ bằng số thứ 3 cộng cho 3. Vâng, sau khi là mình đã tìm được quy luật rồi thì có lẽ chỉ cần xét đến hàng dọc thứ 2 mà thôi đúng không? Dạ vâng. Con số 9 bắt buộc phải ở chỗ đó và đó là câu trả lời chính xác của cả bốn bạn. Bảo Anh có thêm 40 điểm, 30 điểm thuộc về Trà My, Nhật Minh có thêm 20 điểm và Minh Toàn có thêm 10 điểm. Rất ngưỡng mộ tư duy nhanh nhạy của các bạn thí sinh trong câu hỏi vừa rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 4, các bạn hãy thật sự tập trung. Đây là gì? Chúng tôi quan sát thấy được những gương mặt khác. 24 giây 72. Và giành được 40 điểm đó là Bảo Anh với câu trả lời là quất. Nhật Minh cũng có thêm 30 điểm với câu trả lời là khóc.